Chúng tôi đã gửi văn bản đề nghị gia hạn điều tra đối với vụ án giết người mà nạn nhân là cô Tống Thanh Hà. Không biết có vấn đề gì mà đến nay vẫn chưa có phản hồi. Chúng tôi đã tiếp nhận văn bản và đang xử lý. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm đánh giá lại tiến độ và kết quả điều tra. Chúng tôi cũng đang rất áp lực về tiến độ và thời hạn điều tra. Nhưng đối với một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và tình tiết phức tạp như thế này, thì việc gia hạn là không thể tránh khỏi. Chúng tôi rất hiểu điều đó. Áp lực không chỉ riêng với các anh đâu. Nhưng đối tượng thủ ác vẫn đang nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Vụ án không hoàn toàn bế tắc khi chúng ta có đối tượng và có những đánh giá có cơ sở. Ý anh là đối tượng bị tạm giữ trước đây. Nếu như chúng ta không quá thận trọng, áp dụng biện pháp đủ mạnh thì đã chứng minh được tội phạm. Tôi không muốn tranh luận về vấn đề này nữa. Chúng ta chưa có đủ chứng cứ để khởi tố bắt tạm giam bị can. Quay trở lại với những tài liệu đang có trong hồ sơ. Việc báo cáo điều tra về hòn đá phong thủy nghi là hung khí gây án vẫn chưa có nhiều thông tin. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi và đối tượng điều tra, nhưng tôi thấy có vẻ như anh đang nghiêng về giả thuyết Hoàng là đối tượng vô tội. Tôi chỉ nhận định và đánh giá trên cơ sở tài liệu và chứng cứ hiện có. Từ vụ Vương Quang Hữu đã cho chúng ta những bài học đắt giá. Ý anh là sao? Chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm là hai yêu cầu bắt buộc trong tố tụng hình sự. Nhưng tôi nghiêng nhiều hơn về phòng ngừa oan sai. Trước khi sự việc tình ái bị bại lộ, đối tượng Hoàng khá sạch, được đánh giá là người có năng lực và tư cách đạo đức tốt. Nhiều đối tượng vi phạm trước khi nhúng chàm đều là những công dân chấp hành tốt pháp luật. Cho nên, chúng ta không thể bỏ sót bất cứ một nghi vấn nào. Tôi nhắc lại, cho đến thời điểm này, Hoàng vẫn là đối tượng tình nghi duy nhất. Chúng tôi rất chia sẻ với các anh. Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân tôi cũng như yêu cầu của Viện Kiểm sát, chúng ta cần mở rộng thêm các hướng điều tra. Vậy chúng ta cần thêm thời gian. Tôi đề nghị Viện Kiểm sát khẩn trương làm thủ tục gia hạn điều tra vụ án này. Này giúp chị nhá. Đây này. Cái này nó đang bị sao chị? Giờ vào này giúp chị. Dạ. Anh và chị ạ. Chào chị. Ăn uống có đây không em? Anh Quân vừa ra ngoài với cả chị Phương rồi ạ. Chị ngồi đợi một lát nhé, để em gọi cho sếp. Thôi không cần đâu. Em cứ làm việc đi. Dạ vâng ạ. Em chào chị. Sao sao nhỉ? Thế thì chờ tao, tao sẽ qua luôn. Ok mày. Em chào anh chị. Chào em. Em có việc gặp đối tác gần đây, định rủ anh Quân đi ăn. Mà nhắn tin điện thoại Hoàng anh Quân không trả lời. Anh chị xong việc chưa? Mình đi ăn cùng nha. Chị lại có hẹn với bạn mất rồi. Để hôm khác nhá. Muốn rủ chị Phương đi ăn mà khó quá. Chúng mình còn nhiều dịp mà. Chúc hai người đi ăn ngon miệng. Chị đi trước. Tớ phải đi luôn. Phòng người nó chờ nó lại nhăn nhó.